rồi sao học này không rồi chị nhớ là mai học cái này nha. Rồi ok không hả ba? Không trả quá nhiều đồ chưa. Rồi bây giờ quay lại bài chia số 0. Hôm nay là bài học số 3, buổi đầu buổi thứ 3. Buổi số 3 đây nè. Rồi đây nè. Tập trung. Số 1 đâu? Rồi quay số 0. Rồi, số 2 đâu? Rồi ok, rồi quay good. Tiếp, quay số 0. Số 3 đâu? Đúng rồi. Số 4 đâu? Đúng rồi. Số 5 đâu? Số 5 một cái thôi. Số 5 là một cái thôi. Sao một cái? Cái này đại diện số 5. Nào, hàng ở trên là đại diện số 5. Được chưa? Số 3. Rồi, số 3 là kéo 3 lên. Số 3, từ từ, số 3 là kéo 3 lên hạt lên đúng không? 4 không? Số 4 là kéo 4 hạt lên. Số 5 là chỉ một hạt lên thôi, thấy không? Một hạt xuống thôi đúng không? Rồi, vậy là tiếp. Tại sao không có học hết này rồi? Từ từ học hết. Con học từ 1 đến 10 trước. Hiểu chưa? Rồi sau đó mới học dài qua. Rồi là... Số 6 đâu? Số 6 đâu? Quay số 0 hết rồi. Số 6 đâu? Đúng rồi, quay số 0. Bấm cái này nè. Rồi số 7 đâu? Số 7 là gần số 5 và kéo 2 hạt dưới lên. Số 7 không phải. Số 7 là kéo hạt số 5 xuống đúng không? Kéo 5 xuống. Số 7 rồi, kéo 2 hạt ở dưới lên. Số 7 gồm có đây. Số 7 gồm có nè, một hạt dưới lên không? Và 2 hạt trên. Hạt kéo lên đúng không? Số 8 thì sao? Số 8 là số 5 và cộng với số 3 là số 8. Hiểu chưa? Số 9 là số 5 xuống và chỉ là số 9. Hiểu? Đừng có quan tâm giờ tối, giờ tập trung học. Không có quan tâm, bây giờ ba không có quan tâm, giờ tập trung học cho ba. Đừng nói chỗ khác. Học mà tập trung học. Giờ nào việc đó, còn thao thì học không muốn nói cái gì, con nói bài giải thích cho con. Hiểu chưa? Tí thì ba lại cho con hỏi. Rồi tập trung học. Số 1. Rồi số 2. Rồi số 3. Số 4. Số 5. Rồi. Số 5 một hạt. Rồi chưa? Hiểu chưa? Hiểu không? Rồi từ từ. Số 6. Số 6 là một số 5 mà cộng với một số 1 là số 6. Hiểu chưa? Rồi. Số 7. Số 7. Số 7 là kéo số 5 xuống, kéo số 5 xuống cộng với 2 là 7. Hiểu chưa? Dạ. Số 8. Số 8 là số 5 cộng 3. Số 5. Số 5. Số 5, số 5, số 5, số 5 cộng với số 3 là ra số 8. Hiểu chưa? Số 9. Số 9 là số 5 cộng với số 4. Tới đây hiểu chưa? Dạ. Chắc chưa? Rồi, bài mới. Họ Kane chào các bạn nhỏ. Tập trung. Họ học phần trước, họ đã cùng bé học cách cộng trừ kết hợp với hạt năm và các anh bạn nhỏ. Hôm nay, họ sẽ giới thiệu với các bạn cách cộng kết hợp với hạt 10 và các anh bạn lớn nhé. Đầu tiên, chúng ta bắt đầu bài học với cách tính cộng cho 1 nhé. 1 cộng 1 bằng 2. 1 cộng 2 bằng 3. 3. 1 cộng 3 bằng 4. 3 có 6 dễ làm không có dễ đâu. Chúng ta đã học ở khóa Soroban 1 rồi. Tiếp theo, 1 cộng 4 họ sẽ cộng thế nào? Chúng ta sẽ áp dụng cộng kết hợp với hạt 5, sau đó trừ cho 1 là anh bạn nhỏ của 4. Như vậy 1 cộng 4 bằng 5. Tiếp theo, 1 cộng 5 như thế này bằng 6.
cộng 6 bằng mấy nào? Chúng ta có số 1. Để cộng thêm 6 như thế nào? Số 6 có phải là một hạt ở trên, một hạt ở dưới như thế này phải không nào? Chúng ta gộp hạt trên, hạt dưới, gộp 6, chúng ta có số 7. Hiểu chưa? 1 cộng 6 bằng 5, 7. 6, 7. Tiếp theo, 1 cộng 7 bằng mấy nào? Đầu tiên, đây là số 1. Để cộng thêm 7. Số 7 bao gồm một hạt trên và hạt dưới như thế này. Chúng ta gãy một hạt trên và thêm hai hạt dưới về phía xa giữa như thế này nhé. 1 cộng 7 bằng mấy đây? Bằng 8. Đúng rồi. 1 cộng 8 bằng mấy nào? 8 nói là 8. 1 cộng 8. Chúng ta gộp một hạt trên về phía xa giữa và thêm ba hạt dưới về phía xa giữa. Ba của người cha cứng vậy. Tập trung. Như vậy 1 cộng 8 bằng 9. Còn 1 cộng 9 thì sao nhỉ? Đây là số 1. Làm sao chúng ta cộng 9 đây? Họ sẽ giới thiệu cho các bạn một cách tính mới nha. Đầu tiên, đây là số 1. Chúng ta cộng thêm 10. Hạt 10 đó nào? Để cộng thêm 10, chúng ta đẩy hạt này về phía xa giữa. Có nghĩa là cộng 10 đúng không? Và trừ đi 1 bằng cách gạt hạt giá trị 1 ra xa xa giữa. Thế sao? Chúng ta có kết quả là 10. Đúng không? 10 ạ. Đúng rồi. Bây giờ xòe hai bàn tay ra nào. Đây là số 1. Cùng cộng bàn tay nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tổng cộng là mấy ngón đây? 10 ngón đúng không? Như vậy 1 cộng 9 bằng 10. Hãy cộng cho hạt 10 và trừ đi 1 này. Chúng ta gọi là cộng kết hợp với hạt 10. Như vậy anh bạn nhỏ của 9 là 1, anh bạn lớn của 1 là 9. Các bạn nhỏ ơi, tập trung. Các bạn nhỏ nhớ thuyết đầu tiên nha. Anh bạn nhỏ của 9 là 1, anh bạn lớn của 1 là 9. Để cộng với một số kết hợp hạt 10, đầu tiên họ sẽ cộng hạt 10 trước và trừ đi anh bạn lớn hoặc anh bạn nhỏ của số đó nha. Chúng ta tiếp tục với cộng cho 2 nha. 2 cộng 1 bằng 3. 2 cộng 2 bằng 4. Rất dễ đúng không nè. 2 cộng 3 bằng mấy? Chúng ta đã học ở bài trước rồi. Đây là 2. Để cộng 3, chúng ta cộng kết hợp với hạt 5 và trừ đi 2 là anh bạn nhỏ của 3. Bằng mấy đây? Bằng 5. 2 cộng 4 bằng mấy? Đây là 2. Để cộng 4, chúng ta cộng kết hợp với hạt 5 và trừ đi 1 là anh bạn nhỏ của 4. Bằng mấy? Bằng 6 đúng không nào? 2 cộng 5. Rất dễ rồi. Bằng 7. 2 cộng 6 bằng mấy nào? Đây là số 2. Chúng ta sẽ cộng 6 bằng cách gộp một hạt trên và một hạt dưới về phía xa giữa như thế này đúng không nào? Bằng mấy đây? Bằng 8. 2 cộng 7 bằng mấy nào? Đây là số 2. Chúng ta sẽ cộng 7 bằng cách gộp một hạt trên và hai hạt dưới về phía xa giữa như thế này đúng không nào? Bằng mấy đây? Bằng 9. Tiếp theo, 2 cộng 8. Đây là số 2. Rồi, phải làm sao nữa? Hết hạt để gộp rồi. Chúng ta sẽ thử một cách mới nha. Bây giờ chúng ta có số 2 rồi. Các bạn nhỏ sẽ cộng 10 lên bằng cách gãy hạt 10 lên và trừ đi 2 bằng cách gãy hai hạt ở hàng đơn vị xuống. Chúng ta có số mấy đây? Số 10. Bây giờ xòe hai bàn tay ra. Đây là số 2 đúng không? Chúng ta cùng cộng 8 nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
vừa học theo một cách tính trên bàn tính Soroban mới rồi đúng không? Để cộng 8, chúng ta sẽ cộng hạt 10 và trừ đi 2 là anh bạn nhỏ của 8. 2 là anh bạn nhỏ của 8. Ngược lại, anh bạn lớn của 2 là số mấy nào? Là 8, đúng không? Để cộng một số kết hợp với hạt 10, chúng ta sẽ cộng hạt 10 và trừ đi anh bạn nhỏ hoặc anh bạn lớn của số đó nha. Tiếp theo, 2 cộng 9 bằng mấy nào? Đây là số 2. Để cộng cho 9, chúng ta phải cộng kết hợp với hạt 10 và trừ đi anh bạn nhỏ của 9 là 1, đúng không nào? Đây là số mấy đây? 11, đúng không? Tiếp theo, chúng ta tiếp tục làm bài toán cộng cho 3 nào. 3 cộng 1 bằng 4. 3 cộng 2, họ sẽ áp dụng cộng kết hợp với hạt 5 và trừ đi anh bạn nhỏ của 2 là 3. Bằng 5 đúng không nào? 3 cộng 3 bằng mấy? Áp dụng cộng kết hợp với hạt 5 đúng không? Cộng kết hợp với hạt 5 và trừ đi 2 hạt ở dưới tương đương số 2 là anh bạn nhỏ của 3. Đây là số 6 đúng không? Ta có 3 cộng 3 bằng 6. 3 cộng 4 bằng mấy? Áp dụng cộng kết hợp với hạt 5 và trừ đi 1 bằng mấy đây? Bằng 7. 3 cộng 5 bằng mấy? Đây là số 3. Để cộng thêm 5, gạt một hạt ở trên xuống về phía xa giữa nào? Bằng mấy đây? Bằng 8. 3 cộng 6 bằng mấy nào? Đây là số 3. Để cộng thêm 6, gộp một hạt ở trên và một hạt ở dưới, có phải là số 6 đúng không nào? Bằng mấy đây? Bằng 9. 3 cộng 7 bằng mấy đây? Đây là số 3. Giờ làm sao cộng nó đây? Họ sẽ chỉ cho bạn một cách tính mới nhé. Bắt đầu bằng số 3, sau đó họ sẽ cộng 10 vào và trừ đi 3. Bằng mấy đây? Bằng 10. Xòe hai bàn tay ra nào. Đây là số 3. Để cộng thêm 7, cùng đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bằng mấy đây? Bằng 10. Như vậy, cách tính trên bàn tính của thỏ cho kết quả chính xác rồi đúng không nào? Để cộng 7, chúng ta sẽ cộng hạt 10 và trừ đi 3 là anh bạn nhỏ của 7. 3 là anh bạn nhỏ của 7. Ngược lại, anh bạn lớn của 3 là số mấy nào? Là 7 đúng không? Để cộng một số kết hợp với hạt 10, chúng ta sẽ cộng hạt 10 và trừ đi anh bạn nhỏ hoặc anh bạn lớn của số đó nha. Làm theo một số bài toán cộng cho 3 nữa nào. 3 cộng 8 bằng mấy? Đây là số 3. Để cộng 8, đầu tiên chúng ta sẽ cộng hạt 10 như thế này. Sau đó trừ đi 2 hạt tương đương với số 2 là anh bạn nhỏ của 8. Còn bao nhiêu đây? 11. 3 cộng 9 bằng mấy? Bắt đầu bằng số 3. Để cộng 9, đầu tiên chúng ta sẽ cộng hạt 10 và trừ đi 1 là anh bạn nhỏ của 9. Chúng ta có số mấy? 12, đúng rồi. Chúng ta đã học cách cộng kết hợp với hạt 10 và anh bạn nhỏ của số 7, 8, 9 rồi. Hỏi nhắc lại nhé. Anh bạn nhỏ của 7 là 3. Ngược lại, anh bạn lớn của 3 là 7. Anh bạn nhỏ của 8 là 2. Ngược lại, anh bạn lớn của 2 là 8. Anh bạn nhỏ của 9 là 1. Ngược lại, anh bạn lớn của 1 là 9. Và để cộng một số kết hợp với hạt 10, chúng ta sẽ cộng hạt 10 và trừ đi anh bạn nhỏ hoặc anh bạn lớn của số đó. Hiểu không? Dạ. Hả? Dạ rồi. Rồi sao? Hiểu không? Hiểu sao?
nghĩa là một chứ một lên xong rồi trời tới số 10 trời một chưa. Ví dụ ba, ví dụ nè, 1 cộng 2 là mấy? Bằng 1. Làm đi. Kéo lên 1. Tay đâu? 1 cộng 2 là mấy? Tay kia làm gì vậy? À. Kéo 1. Tay phải đâu? Tay sao? Làm bằng tay phải. 1 cộng 2 là mấy? Bằng 4. Điểm đi. Vậy là mấy? Rồi làm lại từ đầu. 1 cộng 1 là mấy? Tay phải. Để ảo tính. 1 cộng 1 1 1 mấy? 2. Rồi 1 cộng 2 1 cộng 2 là mấy? Thì bằng mấy? 1 1 cộng 2 bằng mấy? Bằng 3. 1 cộng 3 bằng mấy? Mấy? 4. 1 cộng 4 bằng mấy? Không đủ đúng không? 6. 1 cộng 4. 1 2 3 4. Sai rồi. 1 là kéo 1 lên đúng không? Dạ. 4 này kéo đủ không? Không đủ đúng không? Không đủ thì lấy 5. Dạ. Trừ đi 1 đúng không? Dạ. Trừ đi 1 là 4 phải không? Rồi, đây. Trừ đi 1. Đây, bắt kéo đúng không? Móc tay cái gì vậy? À. Gì? Cái bài đang mấy? 1 cộng 4. 1 là kéo 1 lên. Dạ. 4 thì bằng 5 trừ 1 đúng không? Dạ. 5. Kéo 5 xuống nè. Trừ đi 1. Vậy kết bao mấy? Bằng 5. Rồi, 1 cộng 2 cộng 1 cộng 5 bằng mấy? Bằng 6. Sao biết bằng 6? Kéo lại coi, 1 cộng 5. 5 đâu? 5, 5 đâu? Giờ mấy? Đúng rồi. Rồi. Cái ảo mấy mà. 1 cộng 6 bằng mấy? Cộng 6, cộng 6 cho cộng 5. 1 cộng 6. 1 đâu? 1 cộng cho 6. 6 đâu? 6, 6 thì bằng 5 cộng 1. 5, cái 5 số. Cộng thêm 1 nữa. Giờ mấy? 3. Điểm. 1. Nè, 2. Nó có cho này thì điểm cho đi trước. 5. 5. 5 và thêm gì? Điểm đi đây nè, 5 nè. 5. Ở đây là gì? 6. 6. 7. Giờ mấy? 7. Rồi, 1 cộng 7 bằng mấy? 1. Cộng 7. 7 thì bằng 5 cộng 2. 5 đâu? 5 kéo 5 xuống. Cộng 2. Giờ mấy? Tiếp 5. 5 6. 6 8. Giờ mấy? 8. Rồi ok. 1 cộng 8. 1. 1 cộng 8. 8 thì bằng 5 cộng 3. 8, 5, 5 đâu? 5 cộng 3, 5 đâu? 5. 5 là kéo cái này nè. 5 cộng cho 3. 3 là kéo dưới lên. 3 hạt đúng không? Rồi bằng mấy? 5. 5. 6. 6. 7. 8. 9. Bằng mấy? 9. Rồi làm lại. Hiểu chưa? Được không? Hiểu không? Rồi lại nha. 1 cộng 1. 1 cộng 1 bằng mấy? Bằng 2 mà. 1 cộng 2 bằng mấy? 3. Đúng rồi.
1 cộng 3. Ừ. Mấy? 6. Điểm lại. 1. Ừ. 2 3 4. Dừng mấy? Ừ. Không có bệnh dạng cho là đi sai thì ba sửa, không có la. Rồi. 1 cộng 4. 1 1 cộng 4, đủ không? Không đủ đúng không? Thì 4 thì bằng 5 trừ 1, 5 trừ 1 trừ là kéo xuống, đúng rồi, dần mấy? 5. Đúng rồi. Rồi, 1 cộng 5. 1 cộng 5, đúng mấy? 5 thì 5 luôn chứ sao trừ? 5 là kéo 5 xuống hết, là không có trừ gì hết. Nào, 1 cộng 5 mấy? 5. Điểm lại. 1. Cái gì? Điểm số 5 trước. 5. 5, 5 tới mấy? 5 tới 6. 8. Rồi, vậy là mấy? 8. À, rồi. 1 cộng 6. 1. 1 trước cộng 6. 6 thì bằng 5 cộng 1. Kéo tay kia kia, ngón kia kéo xuống. Ờ. Cộng 1 nữa. Cộng 1 nữa. Ờ, bằng mấy? 1. Không phải, điểm bắt đầu từ mấy? 5. 5. 1. 5 tới mấy? 6. À. 7. 7. Giờ bằng mấy? 7. À. Nhớ là khi có số này kéo xuống thì cũng như là 5. Bắt đầu từ 5. 5 6 7. Hiểu chưa? Còn không có con số này thì con bắt đầu từ 1. 1 2 3 4. Rồi. 1 cộng 7. 1. Chưa xong. 1. 1. Cộng 7. 7 thì bằng 5 cộng 2. 5 cộng 2. 5 cộng 2. Ờ, còn mấy? 5. Ừ, 5. 6. 6. 7. 8. Giờ mấy? 8. Ờ. Rồi. 1 cộng 8 bằng mấy? 1. 1 đâu? Cộng 8, 8 thì bằng 5 cộng 2, 5 cộng 3. 5 kéo cái kia kìa. Kéo cái kia xuống. À, 3 đâu? Ừ. Giờ mấy? 5. 5. 5 6 7 8. Ừ. 9. Dừng mát. 9. Rồi, ok. Hôm nay học như thôi nha. Học 1 cộng với một số nào đó. Hiểu chưa? Nhớ là bắt đầu à. Khi ở trên này có số á, bắt đầu từ 0 nè, từ 1 2 3 4 đúng không? Còn khi nào có trên này kéo xuống á, trên cái thanh ngang này kéo xuống á, thì là 5 6 7 8. Nhớ chưa? Dạ. Rồi nhắm mắt lại. Suy nghĩ hồi nãy giờ bây giờ cái gì? Nhắm mắt lại nhớ. Rồi bây giờ nhắm mắt lại. Tưởng tượng. Thấy không? 1 cộng 1. 1. Kéo ngón tay vô. 1. Rồi mắt cái đi. Ok. 1. Cộng 1. Gì nè? 1. Cộng 1 bằng mấy? 1. Tiếp theo nhớ là 1. 1. Đẩy lên. Cộng 1. Đẩy lên bằng đó đúng không? Là mấy? 6. Là 2. 2. Ừ. Rồi, 1 viên ngon. 3. Con chảy cho hả? À. Ờ, là 2 đúng không? Con kéo xuống hả? Gì? Kéo xuống nè. Ờ, kéo xuống. Kéo chưa? Xuống nè. Không, kéo cái này xuống. Đẩy lên lên. Tại sao? Nè. Đẩy này xuống. Ừ. Rồi đẩy này. No. Rồi. Kéo đẩy. Đẩy là ngón này lên. Ừ. Rồi lên. Ờ, kéo này xuống. 1. 1. 1 nè. Phải nhắm mắt lại thôi đây nè, 1 không? Mở cái đi. 1 đúng không? Còn phải lên 1 nữa không? Vậy là 2 không? Rồi, tưởng tượng lại. 1. Mở cái đi, mở cái nè, đẩy nè. Nè, tập trung tay nè. 1. 1 cộng 1 bằng 2. À, 2, nhớ chưa? Dạ. Rồi, tưởng tượng tiếp. 1 cộng 2. 1. 3. Tưởng tượng trước rồi hãy nói. 1. 1 cộng 2 bằng 3. Ừ, 3. Rồi, ok, tiếp. 1 cộng 3. 1 bằng 4. Sao không biết? Con phải làm từ từ làm trước. 1. 1 cộng 3 bằng
4, được chưa? Rồi, 1 cộng 4 6. 1 cộng 4 nè, 1 1 đẩy lên đúng không? 4 là 5 trừ 1, 5, kéo 5 xuống 5 thôi. Trừ cho 1. Trừ cho 1 thì phải là 5 không? Rồi, ok. Tiếp, 1 cộng 5, 1 kéo lên đúng không? Ừ. Kéo thì lấy tay kéo ra ngoài, mình nhìn nè, tưởng tượng thật không ăn lên nữa là 1 đúng không? Ừ. Kéo 5, 5 kéo trên xuống giờ bắt đầu là 5, 6 đúng không? 5, 6 là mấy? Dạ. Là 6. 6 rồi, ok, bây giờ nào 1 cộng 6, 1 đẩy lên 6 thì bằng 5 cộng 1 5 cộng 1 là đẩy 1 lên đúng không? Giờ mấy? 4 bắt đầu điểm 5 5 tiếp 6 6 7 7 7 2 hàng lên đúng không? Ừ. Là 7. Rồi tiếp 1 cộng 7 7 vậy là 1 đi đây lên tay đâu tay đâu 1 1 cộng 7 7 thì là 5 cộng 2 5 là cộng 2 là 5 cái số đúng không? Rồi ở dưới chảy 3 hạt lên 2 hạt lên là tiếp 5 gì nữa 6 7 8 giờ yeah, thấy không? Nhớ không? Dạ. Là 8 hạt đúng chưa? Dạ. Rồi 1 cộng 8 1 cộng 8 1 đẩy lên tay đâu đẩy lên đúng không? Rồi 8 bằng 5 cộng 3 5 kéo 5 xuống kéo 5 xuống tưởng tượng được chưa? Rồi 3 là bằng đẩy 3 hạt ở dưới lên. Dạ. Rồi tiếp 1 2 5 bắt đầu từ 5 1 5 lại đây con kéo cái hạt 5 xuống đúng không? 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 nhớ chưa? Dạ. Tại vì nãy con đẩy 3 hạt ở trên lên 3 hạt ở dưới lên đúng không? Dạ. Rồi học tưởng tượng được chưa? Chưa tưởng tượng được nhưng mà từ 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 sẽ con học được thấy không? Dạ. Thì mới ban đầu mà không có và nó kêu con là phải biết và thuộc từ từ học từ từ. Rồi con có gì hỏi không? Chưa ba học hỏi học bài trước con có gì hỏi học bài không? Nãy giờ có gì không hiểu không? Con kéo mày xuống mà con muốn mẻo. Không hiểu sao? Không hiểu là con kéo. Khi nào kéo nó xuống hai cái cùng lúc đúng không? Dạ. Thì số 6, ví dụ kéo số 6 nè. Đó. Hay là con kéo số 7 hai cái cùng lúc. Hay là con kéo số 8 nó cùng lúc như là hạt 5 và hạt 3 là ta con kể hạt này là con muốn bé là số 6 hiểu chưa? Dạ số 6 là con muốn bé à giờ con biết rồi đúng không? Ừ. Ừ rồi kết thúc nha rồi từ từ